Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lấy mà đọc đây, mình sẽ lại giới thiệu các bạn một cái game mới. Một cái game mà khi các bạn đăng nhập vào thì nó sẽ như thế này. Đấy. Nó sẽ cho bạn một cái tòa lâu đài như thế này và nó bắt các bạn phải xây dựng nó. Thì các bạn bấm một góc bên dưới bên trái này này để xây dựng. Đấy, bên trái này xây dựng. Đấy thì đây là bên trong này. Và các bạn lại bấm góc bên dưới bên trái này là ra bên ngoài này. Đấy. Đấy, thì mình sẽ thoát ra để cho các bạn hiểu được thế nào là cái game này. Rồi, mình sẽ thoát ra nhé. Mình sẽ thoát cái game này ra. Xác nhận thoát trò chơi này. Đấy, giờ mình sẽ vào đây. Đó, các bạn sẽ thấy. Rồi, đây là game No Mobi. Đấy. Game này nó giống như một game đế chế. Chúng ta chơi một game đế chế. Thì cái game này trẻ con không nên chơi, nên là những người lớn thôi. Vì trẻ con nó không đủ trí hiểu để chơi đâu. Thì chúng ta sẽ chơi một cái game khá phức tạp. Ở đây chúng ta sẽ gia nhập một cái bang hội ấy, và nó sẽ chung quy là những cái tất cả những cái gì mà các bạn làm ấy thì nó đều có hướng dẫn hết và nó tự động hết. Thì đầu tiên các bạn vào thì nó sẽ có những cái hướng dẫn cho ta. Thì các bạn cứ nhìn thấy cái tab bên dưới này, cái tab này đấy, tab bên dưới bên tay trái bên tay phải này, thì là nó 1 2 3 4 5 6 này đấy, như cái mũ này nó sẽ lên đấy, thì nó sẽ tăng cấp cho thằng này này đấy, trang bị cho nó này đấy. Đây những thằng tướng đấy, trang bị này. Đấy, nó vẫn còn được trang bị nữa. Đấy, lên hạng này, thăng cấp này đấy. Rồi trang bị này đấy, ta lại trang bị này đấy, xong lại thăng cấp được này. Đấy. Đấy, có những cái gì có thể dùng được thì ta bấm dùng hết. Đấy, thăng cấp này. Đấy. Rồi ta lại trang bị cho thằng này này. Đây là những cái thằng này mà mình kiếm được ở đâu thì tí mình đi giới thiệu các bạn là những cái thằng này mình kiếm được ở đâu. Đầu tiên nó chỉ cho bạn một cái thằng duy nhất thôi. Nó cho bạn cái thằng duy nhất này, thằng này này. Đấy. Thằng này giống như là mình đấy, mình gọi nhập vai vào thằng đấy, trang bị này thì hiện tại là mình đang có 5 tướng rồi, 5 tướng đây là và chú tuyết này đấy. Thì mình sẽ đây là suốt ngày vào bang, bây giờ vào bang hội nên suốt ngày phải trợ giúp mấy cái này, cái suốt ngày thằng khác còn làm việc của nó nhưng mình cứ phải trợ giúp nó. Thì ở đây nó sẽ có một cái bản đồ như này, thì cái khu vực thì cái khu vực xung quanh đây các bạn nhìn này. Nó lại gọi mình đi đón khách ấy, nhưng mà có thằng 79 ở ngoài kia. Đấy, các bạn thấy này. Đây nha. Đây nha, mình sẽ thăng cấp này, thăng cấp cho doanh trại này. Các bạn xây dựng doanh trại các bạn thăng cấp này. Thì các bạn cứ thấy những cái ô như này này thì các bạn sẽ doanh trại lên, mình xây hết dựng hết rồi. Thì nó yêu cầu là mình chưa thể xây dựng bởi vì là mình chưa thể xây dựng mà. Cái cấp mình chưa đủ ấy. Thì giờ mình chỉ có nâng cấp những cái này thôi, nâng cấp những cái này để cái cấp mình đủ thì mình mới nâng cấp tiếp à, mình lấy tiếp đấy. À, mỗi một ấy thì nó chỉ cho mình xây dựng một cái thôi, mình xây dựng nhiều không được bởi vì đây là nó hàng chờ đấy này đấy, đấy hàng chờ đấy nó không cho mình sẽ đi ở đây, mình sẽ đi vào học viện để nghiên cứu này. Mình sẽ nghiên cứu cái gì đó, nghiên cứu kinh tế chẳng hạn đấy, mình sẽ nghiên cứu này. Đây này. Mình sẽ nghiên cứu kinh tế này. Mình cái hầm chứa này, đang nghiên cứu này. Đấy. À, nâng cấp này này. Đấy thì nó là hàng chờ đấy, tức là đang có một cái nâng cấp này, cái này đang nâng cấp này. Đấy. Đây này hỗ trợ này. Đấy. Nâng cấp như thế. Thì review bạn cái game này rất là hay, là cái game này nó chơi cứ từ từ, nó xây dựng như kiểu lông chạy ấy. Đấy. Nông trại thì là chúng ta chơi là chúng ta nhập vai là nông dân, nhưng cái này chúng ta nhập vai là chúa tể luôn, nhập vai là vua luôn đấy. Thì là để xây dựng đế chế luôn đấy, cái này nó như vậy
Đấy, thì cứ thu thập này. Đấy, nó cứ hiện lên cái gì chúng ta chưa đấy. Thì các bạn, nếu bạn chơi game nhiều thì các bạn biết chơi game như nào là rất là dễ. Game thì rất là dễ rồi. Tụ tập này. Giờ lại bắt đầu nhiệm vụ khác này. Cứ thế, con ta đang làm cho cái vương quốc ta lớn lên. Thì vương quốc các bạn lớn lên thì những cái nào bị khóa này các bạn có thể mở được hết, và các bạn sẽ đây này, cái khu vực nào bị khóa này các bạn sẽ đánh chiếm được đấy. Các bạn có thể chiếm được khu bên quanh này, mình sẽ chiếm khu bên quanh này. Đấy, đánh nhau nhá. Tấn công này, tấn công luôn, không cần phải do thám luôn. Đấy. Vì nó cho phép mình tấn công, mình cứ tấn công đã. À, thua cũng không sao mà. À, cà phê phiên tỷ đường ấy, mình cũng phải chán đi làm rồi, mình sẽ chơi thế. Đấy. 79 các chưa nhìn thấy chưa? Đấy là mình là quân xanh này và nó là quân đỏ, mình chỉ hơn nó một tí xíu thôi. Đấy, về nhuệ khí này, đấy các bạn thấy là nó đang gần như đang thắng mình đấy. Đấy, nó đang gần ấy. Đấy, nhìn chưa? Nó đang đấy, nhuệ khí nó đang đang tăng này. Đấy, mình đang kém nó này. Đấy, lại bằng nhau rồi, mình lại kém nó rồi. Đấy, mình lại kém nó rồi. Đấy. Tuy rằng là cái nhuệ khí nó đề là 407 nhưng mà cái phần trăm thì nó lại ít hơn. Đấy, mình có thể mình rất dễ làm, có thể mình sẽ thua ở đây nhưng mà không biết là như nào. Đấy. Nhuệ khí quân đội. Mình muốn chiếm vương quốc của nó thì thường là phải do thám trước. So thám thì nó sẽ cho các bạn so sánh được bạn khỏe hơn hay nó khỏe hơn. Nhưng mà không cần thiết thì vì mình đã xây dựng rất lâu rồi. Đây này, mình sẽ so thám này. Đấy, đây này. Anh hùng vậy. Đấy. Bẫy 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 này, đấy cung thủ này, quân đội này. Đấy, nhá, đấy là bọn bạn do thám. Sức mạnh của nó là 650 này. Đấy. Thì đây, sức mạnh của mình đây. Quân đội của mình đây. Đấy. Mình có thể mở khóa những cái này. Nhưng mà nó chưa mở khóa được cho mình. Chưa mở khóa được cho mình thì mình chỉ chơi được một anh hùng thôi. Đó. Đi này. Chơi tiếp. Đấy. Nhuệ khí này mình vẫn cao hơn nó. Thường thì nó đã xác định rồi. Mình là một người chơi và nó thường thì nó sẽ cho mình cao hơn nó. Bởi vì trò chơi thì là như vậy. Chứ còn nếu mà mình đánh nhau mình thua suốt chắc mình bỏ game, mình không chơi game nữa. Thì mình sẽ chơi thắng thôi, quan trọng là cái thời gian mình chờ đợi một chút hơi lâu. Thì cái game này thì mình thấy rất nhiều người chơi rồi thì mình review thôi, nhưng mà mình tin chắc là các bạn sẽ chơi nó rất là dễ thôi. Mình đợi nó hơi lâu, hơi sốt ruột. Đánh mãi không xong. Đánh mãi không xong. Rồi, thắng rồi, thắng. Sắp thắng rồi. Rồi, thắng rồi. Rồi, ok rồi. Rồi, chiến thắng rồi nhá. Thì bây giờ là mình đánh hai trận là có khả năng là mình chiếm được nó rồi. À, phải ba trận mới thắng được. Ba trận mới thắng được. Chiến tiếp này. Mình dùng hết quân số luôn, kéo hết bên sang bên này, dùng hết quân số luôn. Có nhiều mình dùng hết để chiến đấu luôn. Trận này trận cuối cùng đây rồi. Đây đúng là trận cuối cùng đây rồi. Đây, đây con boss to đùng của nó đây rồi. Là đứng đây đúng là trận cuối cùng rồi. Đấy. Thắng rồi đấy, về mình thắng rồi, đánh rất nhanh luôn. Trận thứ ba, trận đầu là trận gọi căng thẳng nhất rồi. Trận cái trận sau nó xong đấy rồi, chạy rồi, chúng nó chạy rồi, chúng mình thắng rồi. Nhưng mà mình đã mở rộng vương quốc rồi, cái đấy rồi mình chiếm được cái thành trì này thì nó sẽ có thêm những cái chỗ để chúng ta xây dựng tiếp. Đấy, đấy là có thêm chúng ta xây dựng hết, chúng ta có thể xây dựng tranh viên, cơn trại bệnh xá, thì ra xây dựng cái tranh trại đi. Đấy, đây là huấn luyện những của bạn đã chiếm cầm địa chưa được. Chưa được luôn. Đó. Mình cấp thăng cấp này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng qua xây dựng trang viên này. Đấy, xây dựng. Nhưng mà chúng ta biến bị hàng chờ đầy rồi, chúng ta vừa đang sửa chữa một cái mà. Đấy thì đấy các bạn lại có thêm những cái chỗ mới để các bạn xây dựng và đất nước các bạn nó sẽ rộng ra. Đấy, có thể phóng to này. Đấy, phóng to thu nhỏ thì đất nước ta sẽ dẫn ra đây, chúng ta sẽ thấy này, khu vực này là của đất nước khác này, chúng ta sẽ lại có thể chiếm được đấy. Đó, thì chúng ta chơi như vậy để chúng ta kiếm được tướng đấy. Để chúng ta kiếm được tướng thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ vào đây để kiếm tướng này. Đây, vào đây để chúng ta kiếm tướng đấy, thì chúng ta sẽ kiếm tướng ở đây rồi chiến đấu này, chiến đấu với thằng này. À, chúng ta có 5 tướng này, mình đã kiếm được 5 tướng rồi, mình đã đi được một đoạn đường rồi mà. Đấy, vào đây để chiến đấu này. Đấy.
Đấy, cách chiến đấu của nó đấy. Đấy, nó đang chiến đấu đấy, bạn thấy chưa? Đấy. Mình sẽ ưu tí hết bọn này luôn. Đấy, chiến đấu. Và thường là mình thắng. Thường là mình thắng, mình có gì tí nữa thì mình vẫn thắng, có thiệt hại hay là có chết một tướng thì mình vẫn thắng. Đấy, trưởng ấy, ưu tí ấy. Khi nó đủ, nó có đủ mạnh thì nó sẽ ưu tí được đấy. Đấy, rồi. Rồi. Nốc xoáy, nốc xoáy. Rồi, lại ưu tí tiếp. Rồi, ta đi tiếp nhá. Tần nào vào vào công ty này, ấy công ty luôn, đóng băng luôn, trưởng luôn, đấy công ty mạnh lên thì nó sẽ được. Đấy. Con này thì nó buffer máu, đấy. Buffer máu cho tướng của mình. Đấy. Mình dùng nhiều công ty cho nó chết nhanh. Đấy, một con thì lốc xoáy, một con thì băng tuyết, một con thì cung tên. Đấy, còn mình là chiến đấu trực tiếp. Rồi, đấu sĩ trực tiếp. Đấy. Thế nên là thắng rồi. Đấy, thắng thì nó nhảy múa đấy các bạn. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy chặng đường dài này. Đấy, chặng đường dài này. Đấy. Và chúng ta sẽ đi đến con này, chúng ta đánh được con này, chúng ta sẽ chiếm được tướng này. Đây, tướng này sẽ thuộc về chúng ta. Tướng này sẽ thuộc về là nò thiêu này, tướng này sẽ thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta đánh thắng trận này thì giờ mình review thôi, mình sẽ không đánh thắng nhé, hay là mình sẽ đánh cho các bạn xem nhỉ. Đấy thì bạn thấy là mình đi đoạn đường là mình chiếm 1 2 3 tướng này đấy. Mình review từng đoạn đường. Từng đoạn đường một đấy. Mình có thể chơi lại nhưng mà nó lại bắt mình chơi. Dùng đấy. Thôi không ăn. Đây mình thì đánh con này nhá. Đấy thì mình đây này, các bạn thoát ra thì các bạn sẽ ấn X là nó thoát ra, và các bạn lại về bản đồ này để xem là đây cái Z này, cái Z này nó chữ Z là ngủ, là mình chưa nâng cấp hay chưa cái gì này. Mình sẽ nâng cấp thử cái này vào học viện nghiên cứu thử này, nghiên cứu chưa đáp ứng được các yêu cầu thì mình sẽ nâng cấp những cái này, nâng cấp đây, nâng cấp cái này đi, tấn công bộ binh, nâng cấp và nghiên cứu rồi. Đó, xong mình sẽ lại xây dựng đi, mình xây dựng cái này đi, xây dựng chắc là bây giờ xây xong rồi, mình sẽ xây dựng doanh trại đi, mình sẽ đầu tư cho đánh nhau đấy. Thì cái này nó lại tiếp tục chỗ ẩn náu này, chỗ ẩn náu cái gì này đấy, mình đưa con đến chỗ ẩn náu đấy. Thì mình xây dựng rồi, nghiên cứu rồi đúng không, đang xây dựng rồi, cũng đang nghiên cứu rồi, xem còn nghiên cứu được nữa không? Đây đang nghiên cứu rồi, đang xây dựng, đang nghiên cứu rồi là xong rồi. Nó chỉ có một cái xây dựng và một cái nghiên cứu thôi. Xong rồi chúng ta lại phải đi ra ngoài này, chúng ta đi ra ngoài. Đấy, chúng ta xem vương quốc chúng ta là ở bên ngoài nhé. Đây là vương quốc chúng ta, là chúng ta ở đây này, thì chúng ta sẽ thu thập cái này, thu thập những cái chưa có ai. Và sẽ thấy là những cái ô này này còn bấm vào nó là chưa bị chiếm đóng này, còn những liệu chưa bị chiếm đóng nên có thể thu thập chúng ta sẽ thu thập. À, tại vì chúng ta đưa con lính vào chỗ ẩn náu rồi cho nên ta chưa thể thu thập được. Chúng ta phải đưa con lính về đã. Triệu hồi về lãnh địa nhá. Rồi, triệu hồi lãnh địa này. Triệu hồi về. Vừa làm câu kiện nổ chung đón đi. Cháu đó hả? Ừ, cháu đang chơi game này, cháu còn làm ăn gì nữa. Bây giờ hả? Bây giờ đưa hết. Rồi lại nghe đi. Dùng hết quân tướng này đi lên chơi game này, dùng hết tất cả các quân tướng có. Bây giờ chỉ khách gì, vừa làm 50-100 một ngày thì làm cái gì? Được trông xe hộ cho công ty được đồng công này đâu? Xe hộ lắm. Đây đi đánh game rồi. Đánh game rồi sướng. Ngủ đến giờ ăn cơm trưa, chiều tính tiếp, chiều lên núi. Vừa nó nổ lao cầu kiến nó trúng phi vào đó đi. Bảy chín đó. Bảy chín nó nằm nói chuyện nó mãi nó mới bắt đàm. À đây á? Ừ. À,
vừa gác thư kia tưởng không có xe chứ sao cứ hoài không có xe đón. Phi thằng 79 với thằng 143 là đang nằm nói phép với nhau nó không thèm đón đâu. Chú Phi mà chú vẫn kịp cắt mặt nó luôn. Cháu vừa từ chỗ nó ra đây mà. Bây giờ chú đi lên bàn mạn bệnh viện với Gò Gai. Thì khua khoáng vào đây được. Rồi chạy lên. Đấy. Nói hết. Để thu thập một tướng mới. Chúng ta chỉ được dùng 5 tướng thôi, không biết thu thập tướng mới thì sẽ như thế nào. Nó xuất hiện con gì đấy. Nó đánh từ sau lưng cơ. Con này có vẻ tâm hủy thúy quá nhỉ. Xuất hiện đánh từ sau lưng. Sợ kinh. Chém chiến giết. Rồi. Con trùm cuối cùng. Trùm cũng phải chết. Hồi máu cho anh em. Đấy. Trùm phải chết. Trùm cũng phải chết. Băng tuyết đánh tiếp đấy, trùng cũng phải chết rồi, có chiến lợi phẩm rồi, anh từ trước ra sau, anh kinh khủng chưa đấy, nguy cấp, bây giờ ta sẽ có thêm một con tướng mới này, đấy, ngon, đấy cuối cùng ta sẽ có đi đến đây, ta sẽ có cái phần thưởng này. Ta là nhận tướng mới chưa nhỉ? Đây. Nó tu thập được tài nguyên ăn bám mình. Chiến đấu này xem nó có tướng mới rồi nhỉ? Ôi chưa có tướng mới à? À thế thì không được nhận tướng mới rồi. Còn trước còn nhận được cái tướng mới nhỉ? Tướng mới. Sao lại không được tướng mới? Đấy, cho ăn nó béo lên này. Level 10 lên. Đấy. Còn chưa. Xong rồi. Mình quay đây cho ăn được hết. Bây giờ mình lại phải ra đây lại cho quân đi thu thập tiếp. Thu thập cái này này. Thu thập cánh đồng này và hai chưa bị chiếm đóng này. Cần một con đội đi thu thập. Đấy. Nhiều vụ nào xong rồi tao lại nhận. Đấy, chỉ thế cái game này như vậy. Nó cứ xây dựng như vậy. Chơi cũng khá mất thời gian. Wi-Fi yếu nhỉ. Rồi. Đấy thì mình review các bạn cái game như thế nhá. Các bạn thích thì các bạn chơi nhá. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.